Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ, đến hết tháng 8 năm 2024, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình đã triển khai, hoàn thành việc làm sạch dữ liệu dân cư. 100% các đối tượng hưởng an sinh xã hội thực hiện việc nhận chi trả trợ cấp hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng, triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 đạt 94%. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Bị mất một chân trong khi đi làm nương rẫy, vì vậy đối với anh Hoàng Văn Cuộc, thôn Hạ Quang, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, mỗi lần lên điểm bưu điện văn hóa xã để lĩnh tiền trợ cấp an sinh xã hội là mỗi lần vất vả. Đến ngày đi lĩnh trợ cấp, anh lại phải nhờ hàng xóm chở đến trung tâm xã và chờ đợi lĩnh tiền. Cho đến khi xã triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng đã giúp anh Cuộc giảm bớt vất vả. Khi là đi buổi sáng đi, đợi đến chưa không kịp phát lại về chiều tiếp tục đi. Đến bây giờ có số tài khoản rồi thì ở trên gửi qua tài khoản, rất tiện lợi cho người được hưởng hơn, mà tôi đỡ đi lại hơn nhiều, là tôi rất cảm ơn rất nhiều. Xác định rõ vai trò nhiệm vụ nòng cốt của mình, lực lượng công an xã Vĩ Thượng đã phối hợp tốt với các tổ chuyển đổi số cộng đồng của các thôn bản, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tổ chức tuyên truyền những nội dung trong đề án 06. Hiện nay là cơ bản thì đã gần như là hoàn thành cái chỉ tiêu cấp trên giao. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện thì có một số cái vướng mắc, đấy như là một số cái công dân thì đi theo bố mẹ đi làm ăn xa ở địa bàn khác. Đấy, thì chúng tôi sẽ tiếp tục để phối hợp với lại các cái tổ tại thôn bản cũng như là tuyên truyền và vận động cho các cái công dân để tiếp tục thực hiện, có thể đến địa bàn nơi mình cư trú để làm hoặc là về để làm. Đến hết tháng 8 năm 2024, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình đã triển khai hoàn thành việc làm sạch dữ liệu dân cư. 100% các đối tượng hưởng an sinh xã hội thực hiện việc nhận chi trả trợ cấp hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người dân đạt 94%. 100% thành phần hồ sơ đã tiếp nhận và ký số hoặc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện chi trả tài khoản cho đối tượng bảo trợ xã hội thì trên địa bàn xã Vĩ Thượng thì có 389 trường hợp, thì hiện nay đảm bảo là 100% đối tượng bảo trợ là được chi trả qua tài khoản và hàng tháng là được chi trả kịp thời đúng theo cái thời gian mà huyện đã quy định. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã Vĩ Thượng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ mà đề án 06 của Chính phủ đặt ra.